bán USDT và rút về ngân hàng Vietcombank thông qua cái ví Alert. Để quý vị không phải chờ đợi lâu, ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn USDT trên cái ví Alert. Quý vị ai chưa có tài khoản trên cái ví Alert thì quý vị hãy đăng ký theo cái mã giới thiệu tôi để bên cạnh màn hình này hoặc bên dưới video này. Tôi sẽ chọn vào USDT. Quý vị có thể chọn vào quy đổi để quy đổi trực tiếp. Giá quy đổi ở thời điểm hiện tại 1 USDT đang là 24.332 Việt Nam đồng. Tôi sẽ tắt cái này đi. Trở lại và tôi sẽ vào giao dịch P2P. Ở đây tôi chọn bán. Tôi sẽ để nguyên là USDT. Và cái người họ đang đặt lệnh mua ở trên cùng là cái giá cạnh tranh nhất. Càng xuống dưới thì cái giá sẽ giảm dần. Thì tôi sẽ bán luôn cho cái người trên cùng này. Giá họ đang đặt mua là 24.405 Việt Nam đồng. Rồi tôi sẽ chọn vào bán. Ô số lượng, quý vị có thể nhập cái số lượng hoặc là chọn vào max để bán tất cả. Phí giao dịch là 5.228 Việt Nam đồng. Và quý vị sẽ nhận được cái tổng cộng ở bên dưới. Rồi tôi sẽ chọn vào bán. Tôi sẽ chọn xác minh, xác nhận. Tôi sẽ trở lại ví. Ok, vậy là nó đã sang VNDC rồi. Bây giờ tôi sẽ vào VNDC. Trở lại, vuốt màn hình lên, tôi sẽ chọn vào bán VNDC. Ở đây, bán qua đối tác kinh doanh thì phí giao dịch là 0 đồng. Còn bán online, bán online phí giao dịch là 10.000 Việt Nam đồng. Tôi sẽ chọn bán qua đối tác kinh doanh đi. Cái phần thứ hai là phương thức thanh toán. Ở đây tôi sẽ chọn vào Internet Banking và tôi chọn ngân hàng Vietcombank. Quý vị có thể chọn hoặc thêm bất cứ ngân hàng nào mà quý vị đang sử dụng tại Việt Nam. Cái ô đối tác này không bắt buộc, quý vị có thể để nguyên. Rồi trở lại cái ô thứ nhất, quý vị nhập cái số lượng mà quý vị muốn bán VNDC ra Việt Nam đồng. Thì tôi sẽ nhập cái số lượng vào đây. Rồi chọn vào bán. Chọn bán. Xác minh. Tạo giao dịch thành công. Vui lòng chờ xác nhận từ đối tác. Quý vị có thể chờ vài phút để bên đối tác người ta xác nhận giao dịch và họ sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của quý vị. Trường hợp quý vị bán online, thường thì họ sẽ làm việc trong cái thời gian hành chính, nên ngoài cái giờ hành chính hoặc là thứ bảy chủ nhật họ sẽ nghỉ.
còn bán qua đối tác kinh doanh. Thì họ sẽ làm việc bất cứ khi nào. Tôi sẽ chụp cái màn hình để lưu lại phòng những cái trường hợp có những sự cố xảy ra theo ý muốn, thì tôi sẽ có cái thông tin để support. Đó, bên ví VNDC họ đã trừ tiền rồi. Quý vị chờ thêm thời gian. Đó, thì quý vị sẽ thấy ngân hàng Vietcombank họ thông báo cộng tiền thành công. Ok, và đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu quý vị chưa có tài khoản ví VNDC, xin lỗi, tài khoản ví Alert, thì quý vị hãy đăng ký theo cái mã giới thiệu tôi để bên cạnh video này. Đăng ký theo cái mã giới thiệu thì quý vị sẽ được khuyến mại VNDC 200.000 Việt Nam đồng khi đăng ký và KYC thành công.